chọn búp bê LOL Sister đi nào. Tụi mình đã vẽ khuôn mặt đáng yêu cho bé, thêm mái tóc màu sáng nữa. Búp bê mặt tả có dấu thập đỏ. Rita bắt đầu chuyến phiêu lưu của mình ở thế giới Toca Boca. Cô bé đang ở nhà với bảo mẫu. Cách đây rất lâu, ở một vương quốc nọ cách rất xa, xa lắm. Ồ, bảo mẫu ngủ quên mất tiêu. Hai sinh vật Rumbet tới thăm bạn của mình. Mình bắt đầu trò đùa đi. Vui quá mà cũng mệt quá đi. Hiu, em bé ngủ ngon lành rồi. Chuyện cổ tích của cô đúng là có ma thuật mà. Tấm bìa cứng có nếp gấp, gấp lại thành hộp nha. Gắn thêm đôi mắt, rồi cái mõm. Mèo con còn có chân nữa. Rita rất thích mèo con. Yeah, mình tập luyện đi, cậu thấy sao? Rita muốn dạy vài chiêu cho mèo con, nhưng mèo ta lại không thích. Lại đây đi, nhanh lên. Boom. Khó mà dạy được chú bé tinh nghịch này. Cô nàng bắt đầu buồn. Nên mèo con hứa sẽ làm tốt hơn. Vậy là họ làm hòa với nhau. Chim làm tổ rồi. Mình mượn một ít sợi làm trái bắp nha. Quấn lại như vậy, tạo cái đuôi. Dùng giấy vải quấn lại như vậy. Bắp rất ngon mà còn tốt cho sức khỏe nữa. Một thời gian trôi qua, Rita đã lớn. Mình rất thích bắp, thu hoạch được nhiều quá. Nấu lên đi. Ồ, Lalilu có video mới nè, xem trước đã. Ủa, cô nàng sơ ý. Và bắp biến thành bắp rang luôn nè. Wow, vậy càng ngon hơn nữa. Rita ăn hết chỗ bắp rang giòn tan. Yummy. Ồ, mình nên chừa một ít cho mấy bạn Grumbet nữa. Xe tải vừa giao nguyên liệu tới. Cắt viền tấm bìa cứng làm đế. Đóng ván gỗ lên. Vẽ thêm vài chi tiết. Ồ, mình có thể tận dụng mấy bánh xe này. Dùng dây làm tay lái. Chiếc xe ma thuật này rất dễ sử dụng. Cùng lái xe với Rita nha. Chán quá đi. Đồ ăn hả? Hay lướt sóng? Chụp ảnh selfie. Mình phải nghĩ ra điều gì đó càng sớm càng tốt. Cô nàng muốn thiết kế chiếc xe riêng. Mình sẽ làm xe bằng mấy cái que này. Để mình giúp cậu. Hay lắm. Ghép tất cả mảnh gỗ lại. Chú lười không giúp được gì cho lắm. Trong lúc anh chàng còn nghĩ nên bắt đầu từ đâu, thì Rita tự mình chế tạo xe ma thuật. Đẹp quá đi. Đi thôi. Ồ, nó không chạy. Lẽ ra mình nên lên kế hoạch kỹ hơn. Dùng trí tưởng tượng của cậu đi. Đúng rồi ha, trí tưởng tượng. Chiếc xe đã cất cánh. Và họ bắt đầu du lịch khắp thế giới. Dậy đi, đồ mê ngủ. Hả? Mình đang ở đâu vậy? Ồ, chỉ là mơ thôi à. Nếu vậy thì tấm hình chụp chuyến đi từ đâu mà có ta? Cuộn đất sét khô. Vặn như vậy để làm nón. Gắn một mặt vị thuốc lên.
sơn ống họa tiết kẻ sọc. RoboShark này đáng yêu quá. Rita ghé qua quán cà phê yêu thích của mình. Cho một sinh tố Robo nha. Vui lòng đợi giúp. Chú lười phục vụ khách hàng hơi lâu. Rita không kiên nhẫn nổi nữa. Xong chưa vậy? Chút nữa thôi. Rita lên nhảy. Giờ xong chưa? Sinh tố của mình. Sắp rồi. Rita trượt ván. Ha, tránh ra. Mình đợi món này lâu lắm rồi. Ước gì đồ uống này có sẵn ở nhà. Hello. Nhiều năm trôi qua, Rita giờ đã lớn lên. Bôi lớp trang điểm cũ đi. Trộn đất sét để tạo màu xanh ngọc. Đổi màu tóc thôi. Cắt khuôn hình quần ngắn. Rồi may lại. Wow. Vẽ chữ thập lên vải. May vớ dài. Đôi chân mang giày thể thao xanh dương. Rita thật sự rất đẹp. Chú mèo bị kẹt trên cây. Đừng sợ mà. Rita vấp phải cành cây. Chú mèo thì không sao, mà tay cô nàng thì không ổn. Đau quá. Mình phải tới bệnh viện thôi. Giờ Rita phải bó bột. Nhưng cô nàng không thấy buồn. Dấu ấn tuổi thơ đây mà. Muốn trang trí băng bột của mình không? Trông ngầu lắm. Cảm ơn nha, đẹp lắm đó. Chú mèo cảm ơn vị ân nhân của mình. Đúng là một ngày tuyệt vời. Chuẩn bị đĩa bằng nhựa. Thắt thêm dây. Cố định các phần vào trục. Làm chỗ ngồi. Thêm chỗ tựa đầu. Sợi dây này sẽ giúp hỗ trợ cho hai bánh xe nữa. Làm xe lăn ở bệnh viện. Nó giúp di chuyển bệnh nhân dễ dàng hơn. Rita tới bệnh viện. Miranda ơi, cậu cũng bị té hả? Xe lăn ngầu quá nè. Wow, mình đua nha. Hai cô nàng bắt đầu đường đua quanh bệnh viện. Cậu thích xe đó không? Wow, đi cực nhanh nha. Yeah, đập tay nào. Họ cùng nhau trở lại bệnh viện. Khi có bạn bè thì dù có ở bệnh viện cũng không thành vấn đề gì. Thời gian trôi qua, mình dùng đất sét khô tạo nếp nhăn trên khuôn mặt. Phủ lớp sơn móng bóng lên. Vẽ mặt cho cô. Gắn tóc lên nha. Cô nàng đã có mái tóc đen pha trắng. May đồ đẹp đẹp cho bà nha. Mình làm chân váy đen. Mặc rất thoải mái. Mang vớ dài. Chân của Rita mang đôi giày bốt da mềm. Bà thích sống cuộc sống thoải mái. Đôi lúc bạn phải xáo trộn mọi thứ lên. Rita lái xe quanh sân chơi. Mình có rất nhiều niềm vui ở đây. Bà ơi, hi. Coi con trượt ván nè. Yeah. Hay lắm.
để bà chỉ cho con cách chơi nha. Bà bắt đầu vài động tác di chuyển, rồi ném trái banh vô rổ. Wow, con không thể làm được như vậy. Dù ở tuổi này nhưng Rita vẫn rất giàu năng lượng. Dùng giấy bạc bọc chân lại, dán tất cả, gắn lưỡi trượt lên giày, bước lên băng thôi. Đi thôi bà ơi, để con chỉ bà cái này. Bà cháu tới sân trượt băng. Nhớ hồi lúc trẻ, bà thích trượt băng lắm. Con sẽ trở lại ngay. Nè nè, con đi đâu vậy? Bà ơi, con biết bà nhớ trượt tuyết lắm mà. Bà muốn thử không nè? Ồ, bà quên cách trượt luôn rồi. Bà trượt được mà. Được rồi, để bà thử xem. Bà nhanh chóng lấy lại tự tin trên tảng băng. Bà còn làm vài thủ thuật độc đáo. Cảm ơn con nha. Hôm nay là một trong những ngày tuyệt nhất của bà đó.